vị, được biết lúc bị đánh thì anh Nguyễn Hữu Vinh đang đi cùng với cha phó sứ Nguyễn Văn Liên. Khánh An đã hỏi thăm Linh Mục Liên và đồng thời tìm hiểu tình hình anh Vinh hiện nay ra sao. Mời quý vị theo dõi. Thưa cha Liên, lúc đó thì cha đã đến gần chỗ đó rồi phải không thưa cha? Cha có nhìn thấy? Đúng rồi. Thì lúc đấy thì tôi thấy đâu, người thì cầm mũ cối, người thì chân đạp, người thì tay đấm, cúi bụi vào anh Vinh. Thì tôi đang giữ cái xe, bởi vì có mỗi hai cha con tôi không biết làm như thế nào. Thì nó cũng phản ứng hơi bị nhanh. Thì tôi cũng chưa biết cách xoay sở làm sao. Thì tôi chỉ biết là thôi cứ đừng có đánh anh Vinh nữa, đừng đánh nữa. Và đừng đánh nữa thì lại có một anh nữa xông đến trước mặt tôi định bảo ai bảo mày chở cái thằng chụp ảnh. Nó định đánh tôi nữa. Thế nhưng mà tôi bảo là từ anh đừng có mà đánh tôi. Thì tôi chống chân chống xe xuống để tôi định vào với can để ta đánh anh Vinh. Thì có một anh công an viên người cầm cái vũ khí ngắn tôi không có cho tôi vào chỗ người ta đánh anh Vinh. Mà tôi rất là ngạc nhiên khi thấy là công an đứng trông cho người ta đánh anh Vinh, người an ninh mà lại không có làm cái công tác của người an ninh mà lại đứng nhìn người ta đánh. Thế thì tôi không hiểu sao cả. Người ta đánh và người ta giật được cái máy ảnh của anh Vinh đi rồi thì bắt đầu người ta rút luôn để cho anh Vinh nằm ở đấy. Thì tôi để cho anh ấy chấn tĩnh lại một tí thì tôi dìu anh ấy dậy và tôi trở lại cho xe ngược trở lại cái đống đất và tôi chở anh ấy về để sơ cứu ở nhà dòng Nguyễn Anh Giá ngay ở xứ của tôi. Vâng, thưa lúc mà cái sự việc xảy ra đó thì cái khu vực đó xung quanh có nhà dân không hay là ở một cái nơi vắng ạ? Nhà dân rất là đông ở đấy, có trước mặt nhà dân nhưng không ai dám can thiệp gì bởi vì là người ta thấy ở đây thì người ta sợ cán bộ chính quyền lắm, người ta sợ lắm, người ta không dám làm gì đâu. Mình rất là lại mắc trọng phục của công an thì người ta chỉ sợ mắt thôi, người ta sợ mắt thôi, người ta chẳng dám làm gì, người ta chẳng dám bênh, chẳng dám đỡ gì cả. Người ta cũng đứng nhìn thôi. Vâng, và thưa sau khi anh Vinh được cấp cứu đó, thì từ hôm bữa đến giờ đó là có cơ quan chức năng đã làm việc với lại cha hay là với anh Vinh về cái vụ việc này chưa ạ? Thì tôi chỉ chưa gặp anh Vinh từ hôm nãy, thì anh Vinh sau khi sơ cứu xong thì cho anh ấy về Hà Nội để anh ấy được ổn định tâm lý và anh ấy dưỡng sức khỏe cho nó tốt. Còn tôi ở lại thì tôi viết một cái lá đơn khiếu nại. Chính tôi đã mang vào trong ủy ban xã, nhưng mà vì là tối cho nên là tôi đã gọi điện cho ông chủ tịch bảo là chủ tịch không có mặt ở đấy và cũng không có người trực, thế cho nên là ông chủ tịch đã nói là đi đến thẳng nhà ông công an xã, ở nhà riêng ở nhà ông công an xã tên là ông Hoán. Thì tôi cũng gọi điện cho ông Hoán và tôi có đặt vấn đề là tôi sẽ đến nhà riêng gặp ông và ông ấy đồng ý. Và tôi đã mang cái lá đơn đấy để chứa lại cái vụ việc mà đánh người và cướp máy ảnh của anh Vinh. Và ông công an xã nói rằng là cái việc này xảy ra tôi không hề biết. Thế bảo ừ được, nếu chưa biết thì tôi viết đơn để trình bày cho ông biết. Và ông biết ông phải trả lời cho tôi ngay là tại sao là ông phải tìm cho tôi được bằng hiện được những người đánh anh Vinh và cướp đi máy ảnh của anh ta. Thế rồi thứ hai là tôi hỏi công an xã rằng là tại sao có những nhân viên an ninh ở đấy mà lại đứng trông cho người ta đánh anh Vinh như thế mà không nói gì, mà lại còn cản người tôi không cho tôi vào cứu giúp anh Vinh nữa. Vì tối hôm qua vẫn chưa thấy phản hồi gì từ phía công an xã và ủy ban nhân dân xã An Phú. Vâng, còn từ phía anh Vinh thì anh Vinh không biết là đã có đơn từ gì hay là có một giải thích nào về phía anh không? Dạ không, tôi hôm qua rồi về thì tôi đau thì tôi nằm ở nhà thôi, tôi cũng không chưa không có đơn từ, cũng chưa có gì cả. Mà nay tôi xem ở trên mạng thì tôi nhận ra được ở những người đánh tôi thì trong một số bức ảnh tôi đã nhận thấy họ rất là rõ. Còn nếu như mà cơ quan công an hoặc cơ quan chính quyền mà tìm những người đó thì tôi cho là quá dễ dàng. Còn cái việc này thì tôi cho rằng là có cái vấn đề gì đó, bởi vì ở khi tôi nhìn thấy ở đó rất nhiều người mặc quân phục là màu xanh của quân phục sĩ quan quân đội. Đồng thời nó có cả công an, có cả cảnh sát, những người dân ở xung quanh nhà thì họ biết rất rõ. Như là người bạn ngay lập tức họ đến đó thì họ đã nhìn thấy những việc đấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc này thì tôi cũng thấy lạ trong cái việc này là một cái việc đấy. Như là tại sao ở cái giáo xứ mà lại bị rất, có rất nhiều những cái chốt chặn, rất nhiều cái hành động chặn đường với lại trong cái điều kiện hiện nay. Mà mọi cái đường vào trong đó cũng vậy, cũng đã bị chỗ thì đổ đất, chỗ thì làm ụ, rồi đồng thời ở ngoài thì các loại công an ở hết chỗ nọ sang chỗ kia, đồng thời lại có cả cái bóng của, có cả những người mặc quân phục sĩ quan, quân tức là mặc cái áo màu xanh như lưu vào màu áo của bộ đội đấy, thì tôi cũng hiểu rằng là cái có phải là có cái vấn đề gì ở đấy không, mà cho nên bây giờ thì cũng chưa có cái phản hồi nào nữa. Vâng, và xin anh cho biết là cái hiện trạng hiện nay của anh là như thế nào thưa anh?
Tôi thì nó bị đau, tôi qua về thì mọi người được các sơ cấp cứu đấy, xong rồi đi về trên là giáo dân rất là đông, họ đưa chúng tôi ra khỏi khu vực đó, đưa lên cái thứ trên, được cái thứ trên thì giáo dân ở trên cũng đón, đưa chúng tôi về trên chỗ cái nhà thờ đó tiếp tục cấp cứu và cho tôi, xong thì đưa tôi về ở ngoài này, thì tôi đang ở nhà tôi kiểm tra thì bị gãy mất răng, đồng thời là thấy nó cứ đau trong đầu, tôi lại nó bị choáng, thì tôi cũng chưa biết được nó thế nào thì đồng thời nó xây xước ở rất nhiều chỗ trong người. Và đồng thời đêm qua thì rất là đau, tôi chưa biết là cũng chưa kiểm tra được vì cũng đang sáng người ra lạnh, này này đang người đang yếu nên tôi chưa đi. Vừa rồi là cuộc trao đổi với Linh Mục Nguyễn Văn Liên và anh Vinh, nạn nhân bị đánh.